lại quay trở lại với anh em rồi đây. Ở clip ngày hôm qua thì mình đã có một cái clip mà hướng dẫn anh em mở code, cũng như là cùng anh em mở một cái code để trải nghiệm trong cái code của tháng 7 năm 2023. Và đây trước mặt anh em thì đây là toàn bộ Accenture, bộ code của tháng 7. Anh em thấy làm sao? Đẹp đúng không? Long lanh đúng không? Ok, thì trong cái code của tháng 7 thì như hôm qua mình đã giới thiệu cho anh em trong clip ấy, thì ngoài ra thì nó có thiếu bộ này, khi anh em mới trang bị mới chơi ấy, thì nó sẽ bị thiếu nhá. Thứ nhất là anh em sẽ không có chim và anh em sẽ phải nâng cấp một con chim. Anh em sẽ phải sắm thêm một con chim này. Ok, ở đây thì mình có tạm thời sử dụng tạm, đó là một con chim cộng có 500 điểm chỉ số chung thôi. Đó, con này cộng có 500 điểm thôi, nói chung là cũng hơi cùi đấy, bình thường đúng không? Tiếp theo đó là một đôi bông tai, anh em nhá. Đó, một đôi bông tai đó, cao nhất bây giờ, bông tai Stealth 2.0, Stealth 2.0, Style 2.0. Ok, tiếp theo là một cái bùa. Ở đây thì mình dùng tạm một cái bùa trắng cho nó cùng màu với bộ này cho đẹp thôi. Con pet cho nó nút. Đó, thì ngoài ra thì bây giờ hiện tại là đang chưa có thú cưỡi nha. Thế thì trong những cái bóc quà ấy, thì hôm qua mình đã giới thiệu với anh em thì đó, mình anh em sẽ được ba cái hộp bóc to và so với cùng với cả đó là mấy chục cái hộp bóc nhỏ nữa. Thế thì hôm nay thì mình sẽ ném cái bóc to này trước để xem nó sẽ được những cái gì. Đầu tiên là đối với cái bóc bóc Zilic này đi. Với bóc Zilic này thì anh em có rất nhiều những cái cơ hội ném được những cái vật phẩm, ví dụ như là 45% thì nó sẽ được ra một cái Starstone. Starstone này nó sẽ là một cái viên đá mà để anh em có thể nâng cấp điểm của con chim nhá. 45% thì hơi cùi nhỉ. 45% tiếp theo thì sẽ là cái cơ hội nhận được một cái Amulet Stone, hai option, cái tức là cái dòng thứ hai của, tức là cái viên mà tạo ra cái option thứ hai của cái Amulet đấy. Còn cái tiếp theo đó là một con IC Dragon màu đỏ 5%. 2% nữa là con Typhoon Diamond. Đó, Typhoon Diamond nó cũng là thú cưỡi nha. Còn đó là cũng đẹp đấy. Đi với bộ này là quá đẹp luôn đấy. Tiếp theo đó là 0.1% thì anh em sẽ có rất nhiều cơ hội ném ra, ví dụ như là một cái Black Jay Wing này, một cái Black Jay Kappa này, một cái Archangel Kappa này, một co và một set Light Hack Visual, một con ngựa War màu đen. Ok, một cái Wing War và một cái Wing Nordic và một cái Nordic Hack, tức là một con chim Nordic nhá, một con chim Nordic với tỷ lệ là 0.1%. 0.1% nữa anh em sẽ có cơ hội rất ngon, đó là ném ra một con sói đen pet, con pet sói đen nhá. Và tiếp theo nữa là cơ hội là ném ra ngựa trắng. Ok. Thế thì bây giờ mình sẽ ném tiếp một bóc nữa, đó là cái bóc này là bóc Fancy 2.0 bóc. Cái bóc này thì có 40% là anh em sẽ ném ra sói 2.0 màu đỏ, màu gold, màu green, màu blue, màu steel và màu black. Còn cái này thì là cái crystal box này thì anh em sẽ ném ra một cái vật phẩm để anh em có thể nâng cấp dòng ẩn cho con thú cưỡi. Đó, thì anh em biết rồi đấy, thú cưỡi nó đang mới được cập nhật thêm một cái tính năng nữa, cái tính năng nữa của thú cưỡi, đó là dòng ẩn của thú cưỡi nhá. Thì anh em hoàn toàn có thể ném, em hoàn toàn có thể ném. Ok, thì trước khi ném thì mình sẽ mồi bằng mấy cái bóc lởm đấy trước nhá. Bởi vì mình thì từ trước đến giờ mình thấy là mình ném bóc nó hơi bị đen, chưa bao giờ thấy được ngon bao giờ ấy. Thế cho nên là quyết định là sẽ ném mấy cái bóc lởm lởm trước. Ok, sẽ đầu tiên sẽ ném bóc pin trước đi. Bóc pin đi. Cái này nó lại phải hòm đồ trống cơ, không được. Ok, thế thì ném ra cái bóc này trước nhá. Crystal box 100%. Ok, ném cái này trước nhá. Mình lại quên rồi anh em ạ. Anh em phải để bóc ở ô đầu tiên trong hòm đồ trống mới ném được nhá. Quên đấy.
Mình quên mất. Sorry anh em. Mất đi mấy giây vàng ngọc của anh em. Anh em đang coi video, nhớ là ủng hộ cho mình một nút like video này nhá. Và anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới của video để theo dõi cũng như là ủng hộ cho Hoài Niệm Game TV. Ok, anh em có nhu cầu là mua cốt, nâng cấp vật phẩm, mua vật phẩm thì cứ liên hệ inbox với mình qua trang fanpage Hoài Niệm Game TV trên Facebook nhá. Ok, bạn ném này. Cái gì đây? Cái gì đây? Piu. Ồ, một viên blue. Vật phẩm blue crystal rare. Vật phẩm được sử dụng để thêm một tùy chọn trên slot 1 và slot 2 của Mastery System. Giá trị thu được thay đổi từ 3-6%, đúng không? Đó, anh em có thể tham khảo ở trên web, đó là away.mu mastery trừ system nhá. Tức là sẽ nâng cấp được cái dòng ẩn cho con thú cưỡi. Ok. Tiếp tục. Mình sẽ cất tạm nó vào đây đã. Rất là tốn đấy, rất là tốn đấy. Ném một bóc này là tốn lắm đấy anh em ạ. Ok, sẽ là một cái Fenry box nhá. Fenry box này xem là ra được cái gì đây. Cái box này là box ném ra thú cưỡi đây. Xem nó sẽ là cái gì. Xem nó sẽ là cái gì nào. Anh em ủng hộ tôi một nút like đi, động viên cho một nút like và bình luận đi. Cố gắng lấy mấy cái con mà ít phần trăm ấy, tỷ lệ thấp ấy. Để tra re được cái hộp này thì sẽ mất là 30.000 GC point anh em nhá. Và những cái đồ cốt này sau ngày 23-24 tháng này thì nó sẽ mới cho mở khóa cho anh em tra re giao dịch được nhá. Ok, ném này. Đứng gần thằng đại gia này ném cho nó thơm thơm được tí nào không nào. Nào, tiếp tục. Cái kia blue là đã hơi khoai rồi đấy. Nào, con gì đây? Piu. Ôi. Fenrigon. Fenrigon à? Fenrigon là con này mấy phần trăm ta? Để tôi kiểm tra lại nhá. Kiểm tra lại xem con này là con mấy phần trăm đây. Khổ lắm. Không nhớ cơ, vừa mới nhìn xong. Ôi dồi, con gold này là con 28% anh em ạ. Con 28%. Nói chung là cũng không được ngon cho lắm. Nói thì thôi. Wow. Fancy gold nha. 28%. Chỉ số sẽ nào? Gia tăng 45% sát thương dòng trắng, hấp thụ 34% sát thương. Nói chung là sẽ là chỉ số rất là cao ở thời điểm hiện tại. Chỉ số sẽ rất là cao nhá. Và con này thì được kích dòng 6% vào ngày thứ 7. Ok. Đó, và anh em có thể hoàn toàn là ép cái viên kia cho con này nhá. Có thể hoàn toàn là ép viên kia cho con này. Đó, thì đấy là mình giới thiệu với anh em thôi. Chứ mình sẽ phải tính toán xem là con nào hợp lý hơn thì mình sẽ ép. Đó, mình sẽ xem con nào hợp lý hơn thì mình sẽ ép. Ok, sẽ còn một loại bóc nữa là bóc Zilic này, mình sẽ ném nốt cái bóc Zilic này. Sẽ phải đổi map một tí, được có 28% thì cũng không ăn thua đâu anh em ạ. Ok, đây là con Fenrigon anh em nhá. Nó mà là con màu bạc thì có phải là ngon không? Đúng không anh em? Để con màu bạc thì ngon quá. Ok. Ném ra gì đây ta? Nào. Cái gì đây? Cái gì leak box này? Sẽ ra cái gì đây? Ngựa, sói đen, chim. Ngựa, sói đen, chim. Trời ơi, ra thú cưỡi đi. Umbala. Dạ. Ôi rồi ôi, Amulet Stone anh em ạ, dòng 2 của cái Amulet. Nói chung là cùi rồi, thế này là cùi rồi. Cái dòng 2 của Amulet này thì nó chỉ có mấy phần trăm thôi, nó là tận là 45% cơ. Trời ơi. Nói chung là đen rồi.
Đen rồi, anh em ơi. Đen quá anh em ạ. À, anh em ủng hộ tôi nút like đi. Chứ thế này thì đen lắm. Thôi chấp nhận thôi đúng không? Ok anh em sẽ là một con thú cưỡi mới và một bộ trang bị mới để có thể trải nghiệm trong những cái video tiếp theo cho anh em. Rồi, rất là cảm ơn anh em đã dành thời gian ra theo dõi video clip của Hoàn Niệm Game TV. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một nút like nhá. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới của video này. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của Hoàn Niệm Game TV.